phân hóa hợp lý. Huyện thái sư chơi đen dạ đắn đo, cộng nương dạ truyền thị thần khai cửa ngõ môn, cho tiêu anh phụng vào triều kiến diện. Ngõ môn quan mở rộng, cho tiêu anh phụng nhập đền. Ngự lâm quân dạ, giang hầu trật tử, gươm trường tuốt võ, dạo đông hàng châu chờ lệnh nghe. Dạ, thần trọng phạm tên anh Phụng, khuynh thân phục hạ trước bể rồng, nhờ hồng ân rộng lượng thứ tha, chúc bể hạ đôi câu giảng thọ. Đã nghe công chúa nguồn cơn thuật lại, rằng tiêu gia phước phục hạ tùng, giữa trước điện Kim Loan, ngẩn mặt cho quả nhân kiến diện. Xin tuân lệnh. Với dung diện đoan trang thùy mị thì quả thật lòng chẳng dạ ác tâm, nhưng quả nhân muốn biết thêm việc đầu đuôi tường thuật rõ ràng, để quả đức rõ tường yếu lý. Dạ dạ, trước điện Kim Loan thần xin cái tấu, không có điều gian dâu xưa vì lòng nhân tiêu hàng, thả bọn tàn trở lại triều ca, bọn giang thần dèm pha cùng tiếng dương rằng tư thông con dặn, nông tánh có dặn toàn thiết cưa vàng, lỡ tài phạm gia thiên hoàng nên lệnh truyền tư tam ban, lại còn đem trạm thu biên đồng tam tộc đã thọ chung. Việc ngày xưa tiên dương chưa xử quyết thì tiêu gia đã tử tiết, còn việc phán truyền tam tộc tru gì đó là quân gian mạo chiếu lòng hành. Tiên dương ta đà luật pháp dân thà, chém mơ gian tạc kỳ toàn gia. Nay biết ra trung thần còn sót lại, một nữ tài tuấn kiệt anh thư. Quả nhân rất đối vui mừng, quả thần làm lỗi rất to, xin quân ân mở lượng khoan hồng, thứ ta tội thần ghi ra. Muốn tấu hoạt thượng, còn thời thế thì hung hăng tự đất, nay hết dẫn thời thì ăn nói cho dễ thương. Muốn cho khỏi tai họa của triều đình, tốt hơn là đem chém, chở dưỡng hổ hậu lai sanh quả đó bệ hạ võ đau. Khoan, khoan, này ông thừa tướng, dạ, sao ông lại làm như thế? Và lời nói ông không được độ lượng để trước chăm cho tội phạm được nhờ. Ông thừa tướng à, ông nên biết rằng hàng giả bất sát, thuận giả bất tru. Tuy biết nàng là kẻ thù, nay quy thuận thì cũng là đồng bào trong nước kia mà. Giả lại người ta là gái lại dễ thương, cần mở lượng hiếu sinh cho người tài ra giúp nước, chứ giết làm chi cho tội nghiệp. Lời hoàng tử rất nên hữu lý, nhưng ý của thừa tướng cũng không đến nỗi viển vông. Ta nghĩ lại rằng phàm rủi mai nhân hữu sở phần, tiểu anh phụng, dạ, ta chỉ tình hoàng tử, nể tình công chúa mà tha tội cho nàng. Ta tưởng tài tiêu hóa long nguyên soái ngày xưa thú nhẫn vào hàng võ tướng, bệ hạ dạng dạng tuy bãi triều.
Hoàng Quân. Em nói gì? Họ hỏi gì? Kêu gì? Kêu gì á? Hoàng Quân, bãi trào rồi sao anh không chịu về? Võ tướng quân quy thuận triều đình là Đồng Liêu rồi, cho nên anh muốn chào hỏi. Vậy hả? Không nói ai biết. Nè, bây giờ Hoàng Quân muốn chào hỏi phải không? Đợi em chút nha. Chị à, đây là Đông Cung Tống Trường Long, là Hoàng Quân của em đó. Dạ chào Hoàng tử. Chào Võ tướng quân. Hoàng Quân, anh bảo rằng anh rất ghét. Nó nói gì kỳ vậy? Con gái mà giọng nói ngang ngược, rồi sao bây giờ lại chào lại hỏi? Em nói thế thì sai rồi. Xưa thì khác, nay thì khác. Anh ghét là ghét những người con gái thất học, lễ nghĩa bất tri, thi thơ bất đọc, tánh tình thô lỗ. Chứ còn võ tướng quân đây đẹp, hiền, có lễ nghĩa, mà còn dễ thương nữa, anh đâu có ghét. Thưa võ tướng quân, tôi muốn hỏi một đôi câu có được chăng? Dạ thưa hoàng tử, ngài hỏi gì em xin nghe theo. Dạ anh muốn dạy chi, dạ em cũng xin nghe theo. Chưa hỏi hết trơn, nhào vô. Em qua bên, đứng bên đây nè. Đó, em nghe anh nói đây nè. Đứng đó nghe. Này tướng quân à, tôi muốn biết qua về gia cảnh khi loạn ly sao được tồn sanh, về xuân sanh nàng đã được bao nhiêu, bề gia thất thế nào xin nói rõ. 3 năm trước gia đình ly cách, nhờ một lão bọc trung thành bảo hộ đến Bạch Yến Sang, hết thân bằng quyến thuộc muội huynh, còn niên kỷ chưa tròn đôi mươi. Vừa tròn đôi mươi, nay võ tướng quân quy thuận, còn còn anh đâu chẳng đến trào ca. Dạ thưa anh nào ạ? Anh là anh. Dạ công nương. Dạ Quang Quynh, em biết rồi. Dạ thưa chị, Quang Quynh em muốn nói anh công nương. Em nói gì kỳ vậy? Trời ơi, anh nói anh là ảnh là anh đó, ảnh là anh đó. Anh đó là anh nè. Là trời ơi, thì là anh muốn nói là anh kia, mà anh kia có nghĩa là cùng võ tướng quân chung bước sánh vai như hình với bóng đồng tịch đồng sàng đó. Em biết rồi. Chị hai ơi, anh hai em muốn hỏi rằng chị hai đã có chồng chưa? Ôi, sao công nương lại gọi tôi như vậy? Dạ bẩm hoàng tử, vì mãi lo cung kiếm, hơn nữa là gái ở rừng sâu, chỉ nghĩ đến việc hận thù, Nên việc gia thất chưa hề nghĩ đến. Hơn nữa, đâu có ai thèm yêu tôi. Có chứ. Sao hoàng quân biết có? Nè, con gái mà hung hăng ngang ngược như chị của em á hả? Ai đâu mà thèm. Công nương, khi nãy em kêu anh hai, chị hai như vậy, bây giờ anh xí em tiếng đó đó, và anh bắt đền em đó. Sao anh lại bắt đền em? Vậy chứ sao, em gọi như vậy rủi ai đi ngang qua đây nghe được, họ đồn ra là hoàng tử có vợ, rồi ai chịu ưng anh, thành ra anh ở giá làm sao? Nói thật với em là... Sao? Trong dáng hoa mi miều yêu kiều, nhí như dần trăng thanh, anh mơ làm tiền bay đến nơi cung thằng chung bước cô tiên. Ông tiên đang cần ngọc châu làm câu ô nối duyên. Long phụng và đôi em muốn chỉ xin chiều theo ý bà mai.